TV256 xin mến chào quý bà con cô bác, quý anh chị em thân mến. Và hôm nay TV có dịp để mà phỏng vấn chị Trương Thị Yến. Hôm nay và là ngày 28 tháng 11 năm 2018 vào lúc 8 giờ 45 sáng giờ Việt Nam. Thì hôm qua đó thì ngay cái clip mà 14 phút 08 á, thì TV cứ tưởng rằng là chị Trương Thị Yến đã bị bắt. Thì xin chị Trương Thị Yến vui lòng cho TV256 và quý khán giả biết rằng là hôm qua cái chuyện gì đã xảy ra gì hả Trương Thị Yến? TV thấy nó rất là ồn ào và tự nhiên là mất sóng. Mời Trương Thị Yến trả lời. À, tôi là Trương Thị Yến, 65 tuổi, là dân quan của Trường Thịnh. Là ngày hôm qua, là ngày 27 Tây bên Việt Nam. Lúc sáng là tôi có lợi Võ Thị Sáu kêu quan ở văn phòng thanh tra chính phủ ở cục 3, và đồng thời tôi có lợi là 127 Chương Định, văn phòng của bí thư thành ủy Nguyễn Thiện Nhân. Thì tôi có xin những bà con tôi thì bình thường một tuần đi hai lần thì cũng như mỗi ngày thôi. Chúng tôi cứ mình cứ nghĩ là mình dâng băng rôn ra để mình kêu quan với ông bí thư thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, chỉ nửa tiếng là quá lắm rồi. Thì để mà kêu những cái sự quan khúc mà ổng là bí thư thì ổng có quyền ở thành phố, thì ổng có thể chỉ đạo về Nguyễn Thành Phong phải giải quyết cho bà con chúng tôi như thế nào. Mà không ngờ lợi mới vừa băng ra thì có rất là anh em công an bảo vệ hình sự rất là đông. Bà con tôi thì chỉ có khoảng 10 mấy 20 người thôi. Đằng kia thì không biết là vô số là không biết là trăm mấy gì đó, trăm mấy chục người khoảng đó. Thì tôi không cho chúng tôi dăng, thì chúng tôi nói chỉ có 10 phút thôi để có một tiếng nói của người dân quan cho Nguyễn Thiện Nhân ổng biết, để mà ổng giúp đỡ những bà con chúng tôi đang bị cướp nhà cướp đất trái pháp luật mà khốn khổ trong lúc 15 năm trời mà phải lầm than khó khăn. Thì những anh em công an bảo vệ hình sự cũng như là cuốn băng lại không cho. Thì cái sự bà con của chúng tôi là nghỉ công ăn việc làm ngày đó, khó khăn quá mà làm ngày nào ăn ngày nấy, mà nghỉ ngày đó là mất một sở hữu ngày đó rồi, thì phải làm cho được việc. Thì bắt buộc tôi nói bây giờ tôi nói với anh em bảo vệ công an là nếu cho tôi quay đứng chỉ kêu cứu già chỉ có 10 phút thôi mà anh em không cho thì bắt buộc tôi phải nằm tại đây. Thì tôi chỉ tính nói vậy thôi, nhưng mà anh em nhất định là không cho, cứ cưỡng chế bà con chúng tôi hoài, bắt buộc tôi phải nằm ở giữa bên lề đường của 127 Chương Định của văn phòng bí thư thành ủy Nguyễn Thiện Nhân. Thì trong khi đó tôi nằm xuống, tôi chỉ kêu gào những cái sự oan khúc của chúng tôi thôi. Thì những anh em công an bảo vệ hình sự là cho thêm mấy người phụ nữ, rồi 5-6 người đàn ông đem chiếc xe rà sát như cái đoạn tôi nó kể y chang như là cái đoạn đang quay phim, gà sát để tính bốc tôi thảy lên trên đó. Thì tôi đi với bà con và với đứa con gái tôi, nó đang quay phim cho tôi trong lúc tôi đang nằm dưới đất. Thì con gái tôi mới sợ là bắt tôi, nó mới la lên bà già rồi, bà chỉ đi kêu quan về vụ tài sản đất đai của bà chứ bà làm cái gì đâu mà lợi mà mấy anh em lực lượng tính bắt bà già rồi nãy kia. Con gái tôi la gì chứ nó xây qua nó lợi, nó bắt con gái tôi nó thảy lên xe, nó xây qua nó lợi xe bà con đang đậu, nó lợi nó hốt xe, nó đẩy đi.
rồi một mớ nữa lợi cưỡng chế luôn nữa. Mà bên đó thì coi bến Bến Tre cũng có chạy qua hai người để nắm níu tôi lại, để giành giật cái phần của tôi lại. Thì đằng này tôi cũng năm sáu người cũng như là cặp đó, là bên đó xô xát luôn, nó bấm quyệt tôi mà cái đứng đổi bây giờ cái tay tôi còn nhức, mà bấm cái quyệt chỗ cái tay tôi nó bầm tím luôn nha. Còn con gái tôi bắt thì chính bản thân tôi không hay, rồi tới chừng mà bà con giải thoát tôi ra được cái chỗ đất trống rồi á, như mấy cái tên cường quyền đó đó, là mấy bên tôi mới nói là con nhỏ con gái tôi bị bắt rồi. Thì lúc đó tôi phải kêu cứu, là kêu tất cả những ở ngoài trung ương, chẳng hạn ở Nguyễn Phú Trọng mà này kia, phải nhìn vô cái cảnh tượng này, bà con dân quan chúng tôi chỉ đi kêu cứu để đi mà đòi tài sản lại thôi, kêu cứu để chính quyền lãnh đạo ở thành phố Hồ Chí Minh để mà đòi tài sản là nhà cửa dân quan của tôi suốt đời sống ổn định thôi, chứ dân chúng tôi đâu phải là kẻ cướp, hay là dân chúng tôi phải đâu phải kẻ giật giọc hay là móc túi gì đâu mà phải bắt con tôi phải thảy vô tù đó. Trước khi bắt con tôi đi á thì nó bấm quyệt hai vai con tôi, bấm cái quyệt ngay chân cổ cúc luôn. Bây giờ nó sáng là nó nằm liệt luôn rồi. Con thằng con trai tôi mới chở nó đi bác sĩ đó chưa về, thành ra nó không có nhà. Nó cái tình trạng trạng này ông Nguyễn Thiện Nhân tên ổng nghe rất là phúc hậu, mà khi ổng khóc với dân quan Thủ Thiêm, bà con dân quan chúng tôi cứ nghĩ là Nguyễn Thiện Nhân cái tên là phúc hậu, nhưng mà con người ổng hiền chân thật, ổng lại khóc với dân quan. Nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi mới nhở ra ông Nguyễn Tư Nhân không đạo đức như bà con dân quan chúng tôi tưởng. Lúc trước đời Lê Thanh Hải rồi đời lớp Tất Thành Cang đã huấn luyện những anh em công an bảo vệ hình sự ở bí thư thành ủy làm những cái tên ác ôn tội đồ chuyên môn để bấm quyệt với những người dân quan lên tiếng. Nhưng mà đời đó thì đã qua rồi, thì sau này ông Nguyễn Thiện Nhân về làm bí thư, tất cả bà con ở thành phố Hồ Chí Minh mình rất là vui mừng, rất là nói là bà con của dân quan mình chắc có một cái phước rồi, có một cái vị lãnh đạo về làm bí thư hiền phúc hậu, à biết thương dân, khóc lo cho dân và là một thầy giáo từng học ở bên Mỹ. Thành ra tôi cứ ngỡ đó là một một vị cứu tinh của dân, một vị mà cũng như là không gọi là bao công, cũng như là gọi bao công thứ hai đi, để mà lo cho những người dân khốn khổ và moi những cái sự oan khuất của người dân để đòi lại công lý, để trả quyền lợi cho nhân dân. Bà con tôi đang chúng tôi đang tin tưởng vào một vị đó. Nhưng mà ngày hôm nay là ngày 27 cây tháng 11 2018, là ngày hôm qua, là tôi thấy trắng trợn một vị thầy giáo đã từng học bên Mỹ, phải nói là giáo sư rồi đó, rất là đức độ, nhưng mà dạy những vị anh công an hình sự hay là bảo vệ gì ở ở thành ủy mà phải làm như thế nào ha? Phải dạy những anh em lúc trước là cường quyền thì dạy bây giờ, phải dạy những anh em đó là một cái sự học sinh, gặp những người 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 dân quan đến thì phải chăm sóc những người dân quan, thì những người mà tâm tư nguyện vọng người ta nói ra như thế nào, quẫn quất của người ta mình phải lắng nghe, mình phải bảo vệ người dân cho nó hợp pháp. Còn đằng này những lần trước thì ít ít, nhưng mà ngày 27 ngày là ngày hôm qua tôi thấy quá trời
tôi không thể tưởng tượng nổi là bí thư thành ủy Nguyễn Thiện Nhân dạy những anh em công an bảo vệ hình sự ở tại 127 Chương Định, rồi là ác ôn, côn đồ, mất dạy. Con gái tôi là cũng là một đứa con của một người dân quan, mất đất, mất nhà, đi theo bảo vệ người mẹ. Chứ đâu phải con gái tôi là một con cướp hay là gì mà lại lợi hả, đe đầu nó xuống, lôi nó lên xe ha, chấn ngang từng cổ, bấm quyệt, lôi lên xe đem lại ở quận 3, rồi lôi nó vô trong cái phòng kính, bắt mấy người phụ nữ phải cởi quần áo nó ra, chừa lại một cái áo ngực với cái quần xì thôi, còn cái áo dài dài tay quần dài á là lột nó ra để khám xét nó, lột tới đôi vớ luôn. Nó có phải là dân buôn xì ke ma tí gì đâu, nó là một đứa con để bảo vệ người mẹ trong lúc người mẹ bị đàn áp. Nó chỉ lên tiếng mẹ tôi già rồi, không nên bắt mẹ tôi, không nên đàn áp mẹ tôi, chỉ có mấy câu đó vậy thôi. Mà làm cái gì mà lương tâm của các anh em bảo vệ hình sự và công an ở đó đâu? Lương tâm các anh ở đâu? Các anh làm gì? Các anh có nghĩ ngày mai là gia đình của các anh sẽ bị cướp nhà cướp đất khốn khổ như chúng tôi mà ra đường như vậy hay không? Nhưng mà cũng do người chỉ huy. Nếu mà chỉ huy là bí thư thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, chúng tôi đã qua bên Trường Thịnh Thủ Thiêm, qua đã kêu oan nhiều lần rồi, chúng tôi đã nói với Nguyễn Thiện Nhân nhiều rồi, đã trực tiếp rồi, đã nói bà con dân quan chúng tôi đang rất là khốn khổ, rất là lầm than, đến đây để kêu gào, để xin xỏ, để kêu cứu. Chứ chúng tôi không phải là tội đồ, chúng tôi là không phải là kẻ cướp. Yêu cầu bí thư thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho hợp với những anh em công an bảo vệ ở đây là gặp người dân, phải bảo vệ người dân chứ không được quyền đàn áp với người dân. Lần nào chúng tôi qua đó chúng tôi cũng phải lên tiếng câu nói đó, nhưng mà hình như là ông Nguyễn Thiện Nhân cũng nghe nhiều lần rồi, cũng chán cái cảnh bà con quan phức như thế này hả sao, mà bây giờ cũng tính chơi một cái trò cho anh em đàn áp nhân dân, cho tôi như bà Trương Thị Yến như thế này, cho bảo hoảng sợ, cho tất cả những người dân hoảng sợ là không đến đó nữa hả? Tôi Chuyện ơi, chuyện ơi, chị có biết rằng là ở cái nước mà Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đó, nó có cái hiến pháp và cái điều 25 không thưa chị Yến? Tại vì điều 25 đó là cái điều mà người dân có quyền biểu tình một cách ôn hòa. Thì xin chị Yến cho biết ý kiến à. Dạ, tôi không biết. Tại vì dạ, TV 256 chia sẻ với chị Yến về cái điều mà 25 hiến pháp năm 1992 có nêu rõ là người dân có quyền tự do ngôn luận. Thì đại khái cái điều mà năm 1213 đó thì cũng lặp lại giống như cái điều mà 69 năm 1992, là có nghĩa rằng là cách đây là 26 năm rồi thưa chị. 26 năm rồi mà nhà nước chưa có cái luật biểu tình. Thành ra ở đây TV nhắc lại cái điều 25 cho chị Yến và quý vị chị em theo dõi nha. Điều 25 khẳng định như thế này: Hiến pháp năm 2013 nêu rõ công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp,
lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định. Pháp luật quy định gì mà đến 26 năm rồi. Từ năm 1992 cái bản hiến pháp tới bây giờ đến 26 năm rồi chưa có cái luật gọi là biểu tình. Ý chưa có cái luật biểu tình. Vậy thì người dân có quyền biểu tình. 26 năm rồi quốc hội làm cái gì? Quốc hội này đâu phải là quốc hội của dân, thành ra đâu có lo cho dân. Chị Yến thấy rõ điều đó không? Cái quốc hội này TV 256 thấy nó có cái chất lưu manh ở trong đó. Chứ sự thật ra đó, hiến pháp là những cái điều mà căn bản nó nằm ở trong cái điều 146 ở hiến pháp 1992. Đó là luật căn bản. Thì anh không thể nào mà anh áp dụng cái bộ luật nào được hết á. Tại vì hiến pháp là cao nhất mà. Thì phải dân lệnh theo cái hiến pháp chứ. Tại sao những người công an mà đi đàn áp dân như vậy, rồi bắt bớ rồi đánh đập dân như vậy? Thì những người công an đã vi phạm vào hiến pháp điều 25 hiện tại đó, thưa chị Yến. Dạ, thưa chị Yến, chị có thể cắt nghĩa cho quý cả bà con cô bác biết rằng là trong có nhiều cuộc biểu tình đó, chị thường hay nói về cái điều mà 7732 đó. TV xin mời chị cắt nghĩa rõ cho bà con cô bác biết nha. Dạ. À, tôi nói về 7732 là tôi từng la lên là tại vì ngày 15 tây tháng 8 vừa rồi 2018 là cách đây mấy tháng, tôi cứ ra đường tôi cứ xin cầu cứu hoài. Thằng con trai tôi có nhờ một người chú nó để lục ra cái giấy là 7732 là giấy của là Nguyễn Duy Hưng, phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ, gửi về là ngày 15 tây tháng 8, gửi cho chủ tịch ủy ban nhân thành phố Nguyễn Thành Phong, kêu Nguyễn Thành Phong là phải giải quyết cho dân quan bên Trường Thịnh dứt điểm, và đất của dân quan Trường Thịnh từ đầu là 3 mẫu mấy mà chia chác gì đâu tôi không biết, nhưng mà bây giờ còn đất trống cỏ mọc hoang là 7.370 mấy mét vuông là dư sức là để bố trí cho 22 hộ dân chúng tôi rồi. Vậy mà Nguyễn Thành Phong đã họp bên Thủ Thiêm 4 lần mà không nói với bên Trường Thịnh một lần nào. Mỗi lần dân chúng tôi đến là cơ quan họp chúng tôi để xin vô để hỏi ông chủ tịch ủy ban dân thành phố Nguyễn Thành Phong một câu gì chứ. Dân quan Trường Thịnh của chúng tôi là phường Bình An, quận 2, khu phố 3, cũng là phường Bình An cùng dưới bên Thủ Thiêm, nhưng mà đất của dân chúng tôi là đất dân cư nằm ngoài ranh, là chính quyền thu hồi trái pháp luật đời trước, nhưng mà đời chính quyền đương thời bây giờ phải khắc phục hậu quả để giải quyết cho người dân, cho bà con chúng tôi có một đời sống ổn định. Mà bây giờ có văn bản của Trung ương gửi về 7723 mà Nguyễn Thành Phong giấu nhẹm luôn mấy tháng nay, hồi 15 tây tháng 8 tới giờ, mà bữa nay là gần tháng 11, gần bắt đầu tháng 12 rồi, Nguyễn Thành Phong á hả, không trả lời, không nói gì hết. Chẳng là Nguyễn Thành Phong lên tiếng một tháng, hai tháng, hay là năm ngày, mười ngày, nửa tháng gì giải quyết cho chị. Tôi chấp nhận, tôi chờ. Còn này không có tin tức, có giấy văn bản Trung ương gửi về mà dân chúng tôi đã nói 7723 này là nhiều lần bên thành phố rồi, trước cửa văn phòng ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong 86 Lê Thánh Tôn. Vì mà Nguyễn Thành Phong không trả lời, cũng như là tai không nghe mà mắt không thấy. Dân muốn la gì thì kệ dân, nó là chết, chết dân thì nó chịu, chứ không có quan tâm.
vô cảm với người dân. Cái đó là không phải rồi. Một lãnh đạo, một tiếng nói của dân lên tới, kêu tới tên mình, mình phải đối thoại với người dân đó, sự việc nó như thế nào. Còn lần này Nguyễn Thành Phong vô cảm, không có tâm, không có đức này chút nào hết. Dân chúng tôi muốn la chừng nào la, muốn chết chừng nào muốn chết, ở ngoài đường là đi xin ăn gì cái kệ, không quan tâm đến người dân chúng tôi. Vị lãnh đạo chủ tịch ủy ban dân thành phố Nguyễn Thành Phong lên đó để là ngồi đó để làm gì? Để làm gì mà người dân chúng tôi kêu gào thảm thiết một tuần hai lần mà không hoài cảm đến người dân, vẫn vô tư. Vậy là tôi thấy ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông phải hỏi Nguyễn Thành Phong coi ngồi đó làm gì mà dân quan Trường Thịnh kêu gào như vậy, mà có văn bản ở Trung ương gửi về 7723 mà không trả lời, tai thì không nghe mắt không thấy là sao? Tôi muốn biết cái sự việc đó. Bây giờ tôi cũng có nhắn gửi với ông Nguyễn Phú Trọng đôi lời là yêu cầu, chắc có lẽ cái clip này ông cũng nghe và thấy rõ, yêu cầu ông phải chỉ đạo về Nguyễn Thành Phong phải giải quyết sớm theo văn bản 7723, kết thúc câu chuyện đi. Đất của dân chúng tôi thì còn trống cỏ mọc hoang 7.000 mấy trăm mét, 22 hộ dân chúng tôi thì không có nhà. Yêu cầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải kêu Nguyễn Thành Phong lập tức làm theo đúng pháp luật, chứ đừng có bao che sự thật, giấu giếm sự tham nhũng, làm hại 22 hộ dân chúng tôi phải lầm than khốn khổ, đối khát đi xin ăn, kêu gào kêu cứu, mà từ chính quyền, từ địa phương đến trung ương vẫn làm ngơ. Một cái chỉ đạo nghiêm khắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, làm sao Nguyễn Thành Phong không thi hành? Một cái nghiêm khắc, đó là lệnh nghiêm, làm đúng theo pháp luật thì chuyện gì cũng xong hết. Còn nói chuyện chung chung xìu xìu ở nọ, thành phố coi trung ương không ra gì hết. Bao nhiêu văn bản của trung ương gửi về vụ việc dân quan Trường Thịnh rồi, của ông phó thủ tướng Trương Hòa Bình, vậy mà Nguyễn Thành Phong không thi hành. Mà dân chúng tôi muốn biết, 2016 ai là người ký cho công ty Trường Thịnh bán cho một dự án khác? Thành phố ưa nói câu nói cũng như là chính quyền lãnh đạo sai tới đâu là sửa tới đó. Vậy chứ công ty Trường Thịnh nó không trả nền tái định cư cho dân chúng tôi, mà ông lãnh đạo nào ở thành phố và tránh thanh gia tuyền ký giấy cho công ty Trường Thịnh bán một cái dự án công ty Trường Thịnh cho một cái dự án khác? Vậy ông lãnh đạo nào ký giấy là ông đó sai. Yêu cầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải hỏi về việc ông lãnh đạo nào thành phố ký giấy cho công ty Trường Thịnh bán sang cái dự án khác mà không trả nền tái định cư cho chúng tôi, đó là sai rồi. Yêu cầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sai đến đâu là sửa đến đó. Dân chúng tôi đang rất mong cái sự sai đến đâu sửa đến đó. Câu đó rất là hay, thì yêu cầu tất cả những trung ương, từ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, cái câu sai đến đâu là sửa đến đó. Dân chúng tôi ủng hộ, hoan nghênh hai tay luôn, nhưng mà phải thực hành đúng theo luật pháp và phải nghiêm minh thành phố cho nó rõ ràng. 7723 gửi về trung ương, gửi về thành phố đâu? Tại sao Nguyễn Thành Phong không thi hành? Yêu cầu tất cả những trung ương phải làm thành phố Hồ Chí Minh một cách nghiêm về vụ việc 7723, lập tức cho bà con chúng tôi Tết nay có một đời sống ổn định. Chứ bây giờ dân bà con chúng tôi khổ quá rồi. Bây giờ bản thân tôi cứ nay ở nhà mướn này, mai ở nhà mướn nọ, mà
chúng con tôi thì làm đầu tắt mặt tối phải trả tiền nhà, tới tiền học của con nó thì nó không có tiền để đóng tiền học. Còn nếu mà được đóng tiền học tụi nó, bản thân tôi phải đi xin ăn, đi xin gạo, đi xin nước ăn về cho con cháu tôi ăn. Thấy cái đời sống của dân ổn định mà có ổn định hay không? Rồi đất nước Việt Nam mình phải làm sao? Cái chuyện trường thịnh của dân chúng tôi có một chút xíu à, mà Trung ương không chỉ đạo giải quyết được cho dân trường thịnh chúng tôi. Làm sao đô thị mới Thủ Thiêm, một cái diện cả Trà Bá, gần cả đất nước thành phố Hồ Chí Minh, làm sao làm được? Đó. Dân trường thịnh đang có một đời sống ổn định, tự nhiên giấy quyết định của ông Nguyễn Công Tạng ở Trung ương gửi vào, thành phố làm tầm bậy luôn. Rồi đời Lê Thanh Hải tất thành can làm tầm bậy luôn, hất dân chúng tôi ra đường. Bây giờ chúng tôi phải thân sơ thất sở, gia đình ly tan, con cháu thất học. Đời sống của dân trường thịnh chúng tôi bữa nay thê thảm lắm rồi. Nhất là gia đình tôi bị đàn áp, bị đánh đập, bị bấm quyệt. Đánh đập thì không đánh đập, mà nó bấm quyệt không mình cũng liệt người chết luôn nữa chứ đừng nói. Bây giờ gia đình tôi phải làm sao đây? Phải sống như thế nào đây? Con tôi nó phải đi làm để nuôi hai đứa con đó, mà bây giờ nó phải bị liệt như vậy, rồi phải làm sao mà sống đây? Cơm gạo đâu mà sống đây? Con cháu tôi phải làm sao sống đây? Gia đình tôi rất khó khăn. Chúng tôi cũng mong là cả quốc tế, cộng đồng, cả các nước ngoài nhìn vô thấy cái hoàn cảnh tôi năm nay 65 tuổi rồi. Tôi đề về đây tôi đòi công lý tài sản cho con cháu tôi, mà chính quyền Lê Thanh Hải Tất Thành Cang đời trước đã lấy dân chúng tôi phân lô bán nền làm lợi ích nhóm, mà bây giờ chính quyền đương thời không giải quyết đúng theo pháp luật, mà lại còn bao che, mà dân quan thì đi kêu cứu thì đàn áp nhân dân. Từ ở thành phố Hồ Chí Minh này, lúc trước thì tôi kêu chủ tịch thành phố Nguyễn Thành Phong, nhưng mà bây giờ lòi ra cái là bí thư thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nuôi những thằng côn đồ lưu manh mất dạy. Rồi đây tất trở về sau, những người dân quan Trường Thịnh, Thủ Thiêm hay là bất cứ một người dân quan nào đến thành ủy sẽ bị như thế nào nữa, cũng như bị như chúng tôi, như mẹ con của chúng tôi đang bị áp bức như ngày hôm qua, phải không? Chỉ là ở nước Việt Nam mình, ở thành phố Hồ Chí Minh này, không còn là pháp luật, không còn là không công lý nữa, mà toàn là cường hào ác bá đàn áp nhân dân, cũng tiêu diệt cho dân của chúng tôi chết, cướp nhà cướp đất, bây giờ tính cướp mạng của dân chúng tôi nữa hả? Sao hoàn cảnh của tôi bây giờ đau thương khốn khổ lắm rồi. Tôi nói đến đây là cảm thấy con người tôi nó nghẹn, tôi không còn nói được. Tôi nhìn cái cảnh tượng ngày hôm qua là tôi nhớ cảnh tượng ngày hôm qua gia đình tôi đó đang bị, mà không thể tưởng tượng nổi là bí thư thành ủy Nguyễn Thiện Nhân dạy một đám côn đồ mà hành hung trong gia đình tôi như vậy. Chị Yến ơi, chị là một người dân oan, một trong hàng triệu người dân oan bị cướp đất. Hàng triệu người dân quan bị cướp đất giống như chị như vậy. Thành ra theo ý của TV26 là qua cái cuộc phỏng vấn này đó, chị có đồng ý với TV rằng là mình phổ biến cái cuộc phỏng vấn này rộng rãi cho khắp mọi người trên toàn thế giới, trên toàn nước Việt Nam luôn. Thành ra chúng ta không có giữ bản quyền. Thành ra chị có đồng ý điều này không thưa chị? Đồng ý. Tôi đồng ý. Tôi đồng ý. Dạ thưa chị Yến,
Trước khi chúng ta chấm dứt cái cuộc phỏng vấn này đó, chị có những lời nói sau cùng nha chị. Dạ, xin mời chị. Tôi cũng nhớ nhắn gửi là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phải cứu dân Trường Thịnh, dân chúng tôi bây giờ. Tôi chấp nhận về đây kêu oan, tôi chấp nhận về đây kêu cứu, nhưng mà cái tình cảnh ngày hôm qua gia đình chúng tôi bị vậy, chúng tôi sợ quá rồi, sợ mà đến khi mà tôi đã chết rồi mà con chúng tôi không được nhà, không được cửa để ở, tụi nó phải sân sơ thật sợ. Bản thân tôi chết tôi chấp nhận, nhưng mà tôi phải đòi được cái quyền lợi, cái tài sản và cái công lý, cái sự công bằng của người dân mình. Chúng tôi là một cái nạn nhân chứ không phải là chúng tôi là một kẻ cướp mà bị đàn áp như vậy. Yêu cầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phải chỉ đạo về thành phố Hồ Chí Minh có một cái sự nghiêm khắc để lãnh đạo Hồ Chí Minh, Nguyễn Thành Phong, Nguyễn Thiện Nhân phải chấp hành, đừng có giống như Lê Thanh Hải và Tất Thành Cang. Hai tội đồ đó đã hút máu nhân dân quá nhiều, thì bây giờ các vị đương thời phải giúp đỡ người dân trả quyền lợi tài sản. Cái dân quan của chúng tôi là Trương Thiện, chúng tôi nhắn gửi cho ba vị ở Trung ương những cái câu sâu sắc và những cái câu chú bằng gian cầu gian xin các vị phải có một cái tinh khẩn cấp về thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thành Phong, giải quyết sớm cho dân quan Trường Thịnh chúng tôi đi. Đất dân chúng tôi còn cỏ mọc hoang, dân chúng tôi không có nhà để ở, chỉ là nói về pháp luật là trái pháp luật rồi. Yêu cầu các vị phải làm đúng theo pháp luật và nghiêm minh về thành phố Hồ Chí Minh một cách công khai minh bạch rõ ràng để dân quan Trường Thịnh chúng tôi và Thủ Thiêm được nhờ trong cái sự minh bạch, công bằng, trong sạch, lấy tài sản quyền lợi của người dân chúng tôi cho hợp pháp, cho đúng đạo lý và đúng lòng dân, đúng ý trời. Còn cứ để như vậy hoài, trái ý trời mà trái lòng dân. Lòng của dân là to lớn lắm, các vị lãnh đạo có biết lòng dân là to lớn lắm không? Tôi một người khổ, hàng ngàn người thấy tôi khổ, người ta còn không chịu nổi, huống hồ gì là một lãnh đạo, là một Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kiêm Chủ tịch nước, là một ông vua rồi, thấy dân khổ, dân đói, dân lầm than, tại sao những tài sản của dân không thu hồi để trả lại cho dân, mà để cho thành phố nó lộng hành, nó nhỡn nhơ, nó bao che. Bây giờ công chuyện ở thành phố Hồ Chí Minh này nó đã Trường Thịnh và Thủ Thiêm đã công khai minh bạch rõ ràng rồi, thì phải yêu cầu các ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải làm một cách nghiêm minh, trong sạch, trả tài sản lại cho nhân dân chúng tôi. Tôi chỉ có đôi lời vậy thôi, kính mong ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải làm một cách nghiêm minh ở thành phố Hồ Chí Minh để trả quyền lợi tài sản cho nhân dân chúng tôi. Tôi xin nói cảm ơn tất cả thế giới cộng đồng, cảm ơn TV 256 và tất cả những người đang thấy cái hoàn cảnh khốn khổ và chia sẻ cùng chúng tôi. Tôi là Trương Thị Yến, 85 tuổi. Dạ, để chấm dứt cuộc phỏng vấn này, TV 256 cũng có muốn
chia sẻ đôi lời với bà con cô bác. Sự thật TV thấy quá khủng khiếp, quá kinh hoàng. TV không biết đây là cái thời đại gì nữa. Có phải là cái thời đại mà rực rỡ nhất trong cái lịch sử Việt Nam không, thưa ông Nguyễn Phú Trọng? Tại sao ông dối gạt dân những cái lời đó? Đây đâu phải là một trường hợp đâu. Đây là hàng triệu người dân oan biểu tình khắp mọi tỉnh thành, ba miền đất nước, khắp mọi tỉnh thành. TV đã chứng kiến được ngày nào cũng có cuộc biểu tình gần như vậy. Mà đâu phải là chỉ có dân oan. Đồng bào ta đó không có việc làm, phải chạy sang Campuchia, phải chạy sang bên Lào để mà xin việc làm. Không biết ông Nguyễn Phú Trọng, ông có mắc cỡ không thưa ông? Làm gì vậy, tính làm gì vậy? Nhiều việc nó kinh hoàng nó đang xảy ra ở trên đất nước mình. Từ mà không khí cũng bị ô nhiễm, đến thức ăn cũng bị nhiễm độc, biển cũng chết nữa, sông ngòi cũng ô nhiễm nữa. Được tình trạng mà bệnh tật tràn lan như vậy. Nghe những cái tin mà 300 người phải bị ung thư mà chết mỗi ngày. Đó là thời đại rực rỡ sao ông Nguyễn Phú Trọng? Chưa nói đến đất đai, biển đảo nữa. Hoàng Sa, quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa cũng bị giặc tàu xâm chiếm. Rồi ải Nam Quan, thác Bản Dốc, rồi núi đất đó, núi Lão Sơn, giặc tàu nó kêu là núi Lão Sơn cũng bị mất. Biết bao nhiêu phần lãnh thổ cũng bị mất. Bãi Tục Lãm nhiều lắm, bây giờ nhắc đến thì nhiều khi mình quên. Thác Bản Dốc, rồi ngày nay đó, đất đai đó, Phú Quốc, dân đồn Bắc Văn Phong dân cho giặc tàu, hiểu không? Đòi bán cho giặc tàu, đòi trở thành cái ba đặc khu để mà giặc tàu cai trị. Rồi cái chuyện quan trọng nhất là cho giặc tàu dùng cái tiền nhân dân tệ, tiền Mao tệ trên cái đất nước mình. Coi như là, nói thật, TV biết rất rõ Việt Nam đã mất chủ quyền rồi, thưa bà con cô bác. Hãy nghe đi, Việt Nam chúng ta đã mất chủ quyền rồi. Đó là cái thời đại mà Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng đó là cái thời đại mà rực rỡ của đất nước Việt Nam. Nhưng mà đối với TV đó, TV coi đây là một thời đại vô lương tâm, thời đại mà những nhà cầm quyền vô lương tâm. TV nói thẳng như vậy. Và cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe cuộc phỏng vấn này.